Ngày 18 tháng 10, ông Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, đã hoàn tất cáo trạng, đề nghị Tòa án Nhân dân cung cấp đưa vụ án hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều năm sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, ra xét xử. Theo lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, bị can Đinh Bằng My 1961, cựu hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Thanh Sơn, bị truy tố về hai nhóm tội danh, gồm giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Viện đã gửi toàn bộ đại dương sơ vụ án sang Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, còn lịch xét xử vụ án này do tòa ấn định, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Phú Thọ cho hay. Trước đó, ngày 15 tháng 12 năm 2018, ông Đinh Bằng My bị Công an huyện Thanh Sơn khởi tố, nắm tạm giam về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian cuối năm 2016 đến 2018, ông My đã nhiều lần gọi các nam sinh của trường lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm hoặc hỏi thăm tình hình học tập. Tại phòng làm việc, ông My yêu cầu các em học sinh nằm lên giường ngủ, cởi hết y phục rồi dùng tay sầm sỡ, xâm hại các nam sinh, đồng thời yêu cầu các nam sinh có hành động ngược lại để thỏa mãn dục vọng cho mình. Mỗi lần thực hiện dứt hành vi, ông My kém cho nạn nhân ăn bánh kẹo, cho tiền và dặn không được nói chuyện với ai. Quá trình điều tra xác định, có 7 nam sinh đã bị chính thầy hiệu trưởng của ngôi trường mà các em đang theo học lạm dụng tình dục trong suốt thời gian dài. Nạn nhân bé dài tuổi nhất sinh năm 2005. Đến tháng 8 năm 2019, vụ án được Công an tỉnh Phú Thọ rút đại dương sơ để tiến hành điều tra bổ sung. Bị can Đinh Bằng My bị khởi tố thêm về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.